không chỉ bê tông hóa một cách chóng mặt, mà tứ phía của thành phố cũng bị che kín bởi màu trắng của nhà kính. Và hệ lụy là cứ mưa to là ngập, phố núi bỗng thành sông. Hồi trước là nó ra đất nó thấm, còn bây giờ nó ra nhà kính là nó chảy xuống mưa, nó chảy về đây nó dầu mau. Các cái phường trung tâm của Đà Lạt sẽ theo hướng giảm dần, và dự kiến đến năm 2030 thì sẽ không còn nhà kính ngay trong các cái phường mà có cơ số của Đà Lạt. Trước tác động tiêu cực, giải pháp giảm dần nhà kính ở Đà Lạt đang được tính đến. Thưa quý vị, nói đến Đà Lạt thì chúng ta thường nghĩ ngay tới một nơi nghỉ mát nổi tiếng, một xứ sở của những loài hoa quanh năm thì nhào đồ sắc. Nhưng mà đã ai từng đến Đà Lạt vào thời điểm này thì đều có thể nhận thấy là những năm gần đây thành phố này đang được hàng ngàn những công trình màu trắng phủ kín. Đó là những dãy nhà kính trải dài bao vây Đà Lạt từ phía. Buổi sáng ở làng hoa Thái Phiên, thành phố Đà Lạt, ánh nắng chói chang hắt những vệt dài trên những tấm ni lông che phủ của những dãy nhà kính, khiến cho nơi đây như có vòng kim cô trắng siết chặt, ngột ngạt và đáng sợ. Tôi đang có mặt tại phía làng hoa Thái Phiên thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Như quý vị các bạn đã thấy thì đằng sau kia, tất cả được phủ trắng bởi ni lông. Người dân nơi đây thì nói đùa rằng đây là vùng đất mà ni lông che trời đã hơn 15 năm nay rồi. Có một thực tế là khi trồng rau, hoa trong nhà kính là phương pháp có rất nhiều điểm để hạn chế những yếu tố bất lợi về ngoại cảnh như mưa, sói mòn, sương muối tác động đến cây trồng. Tuy nhiên, dưới tác dụng nhiệt của nhà kính và lối sản xuất chuyên canh không cho đất nghỉ, phân bón tồn dư mỗi lúc một cao khiến cho đất đai khô đi, hệ sinh vật trong đất bị tổn thương, côn trùng đất và động vật không xương sống trong đất biến mất dần. Những mắt xích đầu tiên trong hệ sinh thái bị đứt gãy. Dạ thì từ lúc mới mình làm thì bắt đầu đất hắn còn cứng, nó không có bị xốp như bây giờ mình bơm thuốc nhiều á, xong là nó bị rã ra, xong rồi nó xốp như vậy. Còn sâu đồ thì mình cứ bơm lúc đầu thì mới nhiều lắm, bơm không lại luôn. Rồi càng mình càng bơm và nó sinh ra cái con khác nữa, nó cứ càng ngày càng có nhiều con khác á. Nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái nông nghiệp cho rằng nỗi lo ngại của họ về tốc độ phát triển nhà kính hiện nay ở Đà Lạt và vùng lân cận đang mở đường cho những vùng đất chết bởi tác động khôn lường của nhà kính đến hệ sinh thái, đất đai và khí hậu. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, thì hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có tới hơn 5.000 hectare nhà kính. Riêng tại thành phố Đà Lạt thì đã có gần 3.000 hectare diện tích nhà kính rồi. Nhưng con số này thì nghe có vẻ là khô khan, nhưng mà đó thực sự là một thực trạng đáng báo động về sự thay đổi môi trường và cảnh quan của thành phố ngàn hoa. Việc ồ ạt phát triển nhà kính để mà canh tác nông nghiệp tiếp tục là một câu chuyện nóng trên miền đất Đà Lạt hiện nay, khi mà gần đây cuộc sống của người dân và du khách đã bị đảo lộn bởi những đợt ngập lụt trầm trọng. Có nhiều nguyên nhân khiến cho Đà Lạt bị ngập, nhưng mà một trong những tác nhân được nhắc đến nhiều nhất chính là sự tăng nóng nhà kính. Nuối tiếc, xót xa, lo lắng, đó là tâm trạng của nhiều người khi chứng kiến Đà Lạt không còn là Đà Lạt nữa, mà thay vào đó là sự biến dạng. Đà Lạt phủ trắng bởi nhà kính đã kéo theo hàng loạt hệ lụy, và hệ lụy dễ thấy nhất, ập đến nhanh nhất chính là bây giờ. Hễ mưa to là nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ngập lụt. Hồi trước là nó ra đất nó thấm, còn bây giờ nó ra nhà kính là nó chảy xuống mưa, nó chảy về đây nó dầu mau. Theo các chuyên gia, khi mưa, hệ số thấm nước gần như là con số 0 đối với vùng canh tác nhà kính. Vậy là những khu đất nông nghiệp, không gian rộng lớn để tiếp nhận nước mưa tại Đà Lạt đã không còn. Và đây chính là ngọn nguồn làm gia tăng áp lực ngập cục bộ ở Đà Lạt. Một lần nữa, mặt trái của phát triển nhà kính thiếu quy hoạch đã lộ rõ. Cứ nói là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là dứt phải có yếu tố nhà kính vào. Chứ còn đáng lẽ ngay từ lúc đầu phải có cái nhìn nhận cái này một cách rất là khoa học, rất là chính xác, có sự cân nhắc và đặc biệt là có cái sự quy hoạch rõ ràng, thì chúng ta đã không thể nói đến những hệ quả mà càng ngày càng thấy rõ. Sau nhiều tháng, người dân Đà Lạt vẫn nhắc lại đợt ngập này như một nỗi ám ảnh và một nỗi bất an định hình trong người Đà Lạt mỗi khi mưa lớn
điều mà trước đây không hề có. Vẫn biết, ngập lụt trên phố núi Đà Lạt do nhiều nguyên nhân và tất nhiên không thể đổ lỗi hoàn toàn vào nhà kính. Nhưng rõ ràng, tăng nóng nhà kính chính là tác nhân gây gia tăng ngập lụt. Vâng, việc tăng nóng nhà kính ở Đà Lạt là câu chuyện đã rồi. Nhưng mà câu hỏi mà nhiều người đặt ra là làm như thế nào để những người nông dân lâu nay canh tác trong nhà kính sẽ chuyển sang canh tác ở nhà trời? Điều này là khá nan giải nhưng mà không thể không phá bỏ nhà kính ở nội ô Đà Lạt được. Và tỉnh Lâm Đồng đã có một kế hoạch quy hoạch lại nhà kính, trong đó có một chủ trương quan trọng là giảm dần nhà kính ở Đà Lạt. Đến năm 2030 sẽ không còn nhà kính ở khu vực nội ô thành phố. Tăng nóng nhà kính cũng đồng nghĩa gia tăng phá vỡ cảnh quan và ảnh hưởng đến môi trường sống. Riêng tại những làng hoa có tiếng ở Đà Lạt như Thái Phiên, Vạn Thành, mật độ nhà kính không dưới 70%. Rõ ràng, giảm mật độ nhà kính, đặc biệt ở khu nội đô Đà Lạt, đang là nhiệm vụ bức thiết lúc này. Thì tỉnh cũng đã có chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng một đề án theo hướng giảm dần theo lộ trình và tập trung phát triển những cái vùng các xã của Đà Lạt và các cái huyện lân cận của thành phố Đà Lạt. Còn các cái phường trung tâm của Đà Lạt sẽ theo hướng giảm dần và dự kiến đến năm 2030 thì sẽ không còn nhà kính ngay trong các cái phường mà có cơ số của Đà Lạt. Cùng với quy hoạch hợp lý về canh tác nhà kính, nhiều chuyên gia cho rằng để nông dân chuyển từ canh tác nhà kính sang ngoài trời, điều mấu chốt phải là có những cây trồng có giá trị kinh tế, thích ứng điều kiện canh tác tự nhiên, phục hồi những cây trồng bản địa cũng như bổ sung những giống cây mới không cần canh tác trong nhà kính. Và đó là hướng mở đối với vùng nông nghiệp Đà Lạt trước yêu cầu phải giảm dần nhà kính. Loại cây nào thì cần nhà kính, còn loại cây nào để cho nó sống đại trà ở ngoài đất. Chúng ta có rất nhiều giống của Đà Lạt rất nổi tiếng, khoai tây, bắp sú, atiso chẳng hạn, đâu cần nhà kính. Phải cố gắng duy trì tiếp tục phát triển cái giống bản địa. Và nếu như nhập nội thì phải có thời gian và phải kéo khoa học vào để làm cho nội địa hóa những cái giống đấy. Lộ trình giảm dần nhà kính trong thành phố, thay vào đó là những vườn canh tác ngoài trời, chính là hành trình trả lại Đà Lạt xanh. Đây là hành trình không dễ dàng, nhưng không thể không làm. Từ năm ngoái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra xử lý tình trạng công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Một lộ trình giảm nhà kính ngay tại nội ô Đà Lạt đã bắt đầu. Và đây cũng chính là một trong những cách để cứu lấy những giá trị vốn có của Đà Lạt.